tay thì nó như thế nào? Chứ bây giờ hình dung thành thẳng thành thẳng nó sẽ như thế nào? Bởi vì chương trình công chiếu được bắt đầu, chúng tôi xin thân ái mời dẫn các chứng của chương trình: diễn viên Chi Phu, diễn viên Lãng Thanh, diễn viên Thanh Hằng, đạo diễn Thác Nguyên, nhà sản xuất Chi Phu Bùi. Xin mời các vị sang một tập trung tại khu vực VIP dành cho dàn cast để chúng ta sẽ